Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng của chương trình hộp thư truyền hình, người dân thành phố Vũng Tàu bày tỏ bức xúc trước việc mất điện nhiều giờ liền vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Người dân phản ánh việc mất điện này quá thời gian như thông báo của Điện lực thành phố Vũng Tàu. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, công ty Điện lực tỉnh đã có văn bản gửi về chương trình như sau. Theo kế hoạch công tác ngày 8 tháng 12 năm 2022, Điện lực thành phố Vũng Tàu đã thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp 110 kV Vũng Tàu. Thời gian mất điện dự kiến theo thông báo đến khách hàng từ 6 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thao tác trả lưới do MC431 trạm Vũng Tàu bị lỗi kẹt cơ khí không đóng được nên mất nhiều thời gian để khắc phục, dẫn đến kéo dài thời gian đến 21 giờ 18 phút mới đóng điện trở lại. Điện lực đã có văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân các phường trong khu vực mất điện, báo cáo giải trình lý do và xin lỗi khách hàng về việc đóng điện trễ của ngày 8 tháng 12 năm 2022. Kính mong Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hỗ trợ thông tin đến người dân sử dụng điện trên địa bàn và rất mong nhận được sự thông cảm chia sẻ của chính quyền và người dân trên địa bàn thành phố.